Rồi, hôm nay thấy bà con đê Giang Đông nè. Đây, đê Giang Đông 6 cửa sông nè. Đây, 6 cửa sông. 24 nước đê. Đây. Đê 24 Giang Đông 2.200 đồng một phút, nặng 195 kg. Đây, là nước đê nha. Nó là 50 á. Không có boe, không có bùi lửa, không có bình nước, không có bình dầu và không có bu ly, đó là 5K đó. 1115 là 24 ngựa 5K. Nhất là không có boe, không có bô lửa, không có bình dầu, không có bình nước, không có bu ly, gọi là 5K. Ngày Giang Đông nha, hàng nhập khẩu nha. Đó. Hàng này trong nước đê nó đứng đầu rồi con. Nó có dây dẫn dầu cho bà con nè. Đê Giang Đông 24. Không bình dầu, không bình nước, không mua e, không mua lửa, không mua ly, rõ là 5K. Nhất là một là không bô e, hai là không một là bô lửa, không có bô lửa, hai là không có bô e, ba là không có bình nước, bốn là không có bình dầu, năm là không có bô ly, nên gọi là 5K là vậy đó. Đề là kết hợp với sạc nằm đây luôn mà con, đây hộp sạc nằm rất chắc chắn này, này chuyên đi biển nè, thấy không? Hộp đấu sạc sẵn mà con, mà con có đấu điện đúng vô đây là sạc, này đấu sạc sẵn hết trơn nè. Đây bà con nhớ mua cái nguồn điện nó phải đủ vô đủ đó nha, dây phải đủ ampe này. Bà con đấu dấu này dấu cộng vô bình nè, dấu cộng dấu dương á, còn dấu mát thì vô bất cứ chỗ nào cũng được, vô mát chỗ nào cũng lóc cũng được. Có báo nhớ luôn nè, có báo vô ampe luôn nè. Đặc biệt ở đời Giang Đông á, cái tay cầm rất là sướng, nó dài mà con nó đủ lực. Mấy con đê mà con nên quay tay quay dài nó đủ lực, nó không bị chả mà con. Tất cả dòng đê cũng vậy, mà con nên mua tay quay dài nè, nó đủ lực hơn. Rồi con có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đê Giang Đông 24.